đã cùng đến đây cho một cái nhìn sao vậy? Thực sự là hôm nay Hà không biết cái gì hết, toàn là Trung và các bạn ở T Production đã tạo nên buổi tối ngày hôm nay, tạo nên bộ phim này. Và Hà cũng chưa được coi một cách hoàn thiện về bộ phim. Hà chỉ biết là ngày nào trong 9 tháng 10 ngày qua các bạn cũng theo chân của Hà và quay lại tất cả những cái khoảnh khắc mà các bạn biết là bà bầu thì sẽ rất là khó chịu và cũng đã rất là khó chịu với các bạn trong ekip. Nhưng mà để rồi cuối cùng thì có những cái thước phim này dù sao cũng là một kỷ niệm. Nhưng mà ngày hôm nay T Production và Trung bày ra một cái bữa tiệc mà tất cả mọi người phải đến đây chỉ để coi những cái giây phút của Hà. Thực sự Hà rất là ngại vì Hà rất là ngại khi mà làm phiền thời gian của mọi người. Nhưng mà thôi, mọi người đã đến rồi thì hy vọng là sẽ ngồi dáng chịu đựng 90 phút xem em có bầu đi đẻ cũng vui, có lại cũng thấy mắc cười. Nhưng mà đến giờ phút này thì Hà cái clip cầu hôn mà các bạn làm á, Hà cũng chưa dám coi, là mình kêu là thứ gớm á, không dám coi, đến giờ này cũng không coi và không biết là một lát nữa có dám coi hay không. Nhưng mà để cái này cũng là một trong những cái kỷ niệm sẽ rất là khó quên đối với Hà, bởi vì một năm mà ai cũng một năm mà ai cũng muốn quên đi, có một mình Hà là chỉ muốn nhớ mãi cái năm nay, là vì vừa làm được một dự án rất là tuyệt vời cùng với nhạc sĩ Hoài Sa và các anh em trong ban nhạc, rồi vừa là một cặp thú hồn rồi là cầu hôn, tất cả những điều mà chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của Hà thì năm nay lại xảy ra, diễn ra cùng một lúc. Và Hà đón nhận mọi thứ dồn dập và cũng có rất là nhiều những sự bất ngờ đến với cuộc sống của mình. Và qua đây thì Hà luôn cảm ơn và trân trọng tất cả những tình cảm của mọi người luôn dành cho Hà, cả âm thầm mà cả không âm thầm, lúc nào cũng đứng bên cạnh Hà và lúc nào Hà có dự án gì thì cũng ở bên cạnh Hà, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ yêu trên kia, rồi các anh chị em nhà báo và đặc biệt nữa là tất cả khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng với Hà mọi dự án. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn những lời chia sẻ của chị Hà. Và có lẽ là ngày hôm nay thì bên cạnh cái việc chúng ta sẽ xem bộ phim này thì cũng là đây là cái hoạt động cuối cùng trong giảm lớp sau 2020 rồi. Chính vì thế mà chúng tôi cũng muốn dành ra một kết phúc để cảm ơn tất cả những cá nhân, những tập thể đã đóng góp để tạo nên một cái dự án lớp sau 2020 rất là tuyệt vời như thế này. Nên chắc là cho phép chúng tôi sẽ nhờ chị Hà cùng với anh Trung sẽ chúng ta sẽ cùng lên đây để chuẩn bị trao như những món quà để dành tặng cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những đối tác đã đồng hành cùng với lại giải lớp sau 2020. Trước tiên thì cho phép Quang Bảo sẽ được mời lên sân khấu nhạc sĩ Hoài Sa. Dạ, thì nhìn những tay pháo tay cho những người đã tạo nên lớp sau 2020. Xin được mời nhạc sĩ Thanh Tâm, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nhạc sĩ Dương Anh Tú, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh, nhạc sĩ Vicky Nhung và nhạc sĩ Thích Sơn Nguyễn ạ. Xin mời tất cả các nhạc sĩ xin mời vào sân khấu này. Bên cạnh đó chúng tôi cũng xin được mời đạo diễn hình ảnh Duy Ken, Flycam Tùng Kha, nhiếp ảnh Pro K, nhà thiết kế Lâm Gia Khang, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, nhà thiết kế Anh Thư Julie Pulley, stylist Khai Nguyễn, makeup artist Trí Chu, makeup artist Cunili, thiết kế mỹ thuật Nguyễn Đắc Phúc. Và xin mời tất cả các anh chị sẽ cùng lên sân khấu này ạ. Mọi người cẩn thận ở hai bên ạ, dạ nó hơi dốc một chút xíu ạ. Thank you.
Dạ, đây chính là những món quà nhỏ nhỏ mà Team Productions muốn gửi tặng đến tất cả quý vị ạ. Dạ, em cũng có một cái nữa. Các anh chị thân mến, hy vọng rằng là đây sẽ là một cái dự án mà rất là đáng nhớ trong quãng đường làm nghề của chúng ta, đúng không ạ? Dạ rồi, xin được mời chị Hà vào ở giữa. Dạ rồi, mình sẽ cùng chụp một tấm hình với nhau. Dạ rồi. Xin được cảm ơn tất cả các nhạc sĩ cũng như là những thành viên đã tạo nên album New Songs 2020. Tiếp theo cũng xin được cảm ơn các đơn vị đồng hành, xin được mời lên sân khấu đại diện của thương hiệu nội thất cao cấp Phú Sinh. Thật ra thì cái rạp này gần 400 người hả? Đây là rạp lớn nhất trong tất cả các rạp ở Hồ Chí Minh. Như mọi người đã biết thì phim tư liệu là một thể loại phim mà rất là khô khan và rất là đơn điệu, nên thường nó không phải là cái thể loại phim mà mọi người thích xem. Nhưng mà với một số văn nghệ sĩ hay và một số cái nền tảng nước ngoài thì là phim tư liệu lại là một trong những cái đề tài, những cái content khá là thu hút mọi người. Nên là thật ra lúc đầu cũng không định làm cái buổi lớn như vậy đâu, nhưng mà sau khi mà chúng tôi đã deal được một cái hợp tác với cái nền tảng chiếu phim lớn nhất ở tại Việt Nam là Galaxy Lay và cái nền tảng chiếu phim lớn nhất thế giới là Netflix, thì chúng tôi rất là tự tin về chất lượng của phim, nên là chúng ta buổi ngày hôm nay. Thì thật ra cái phim này ngay cả Hà lúc đầu Hà cũng không biết về dự án này. Thường là ekip hay giấu Hà hay giấu Hà khi làm dự án, vì khi mà Hà biết thì Hà sẽ hỏi rất nhiều, nên là giống như là đi giải trình trên phường vậy đó, nên là sẽ hạn chế chia sẻ đến khi có thành phẩm. Thậm chí là ngay cả mấy cái bìa album lớp sau gì đó là đến Hà cũng là người biết sau cùng khi mà ekip đã duyệt xong. Có nghĩa là chắc là cảm ơn Hà đã cho mọi người trong ekip khá là tung tẩy với mọi sản phẩm. Thì thực chất lúc đầu là nó chỉ là phim tư liệu về lớp son thôi, và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8, tháng 9. Nhưng mà sau đó thì có khá nhiều khoảnh khắc ý nghĩa trong cái lúc mà chúng tôi đặt những cái máy quay và ghi hình suốt khoảng thời gian của Hà. Nên là khi xem lại hôm qua ngồi ở đây test rạp cùng với Đinh Hà Yên Thư với một bạn nữa, thì cả hai cùng nhìn nhau và cảm thấy thú vị với bộ phim này, vì có những cái khoảnh khắc rất là chân thật, và những khoảnh khắc đó thường là Hà sẽ không muốn chia sẻ, là vì một là đang trong tình trạng quá xấu, hai trong cái tình trạng nó không có chỉnh chu. Mà sau khi xem cái phim này Trung cũng cảm giác như vậy, là xem lại Trung trên phim này á, mình cảm giác mình không muốn xem lại những cái gì mà mình đã quay. Nên là cảm ơn Hà đã đồng ý để bộ phim này ra mắt trên cả nền tảng ở Việt Nam và cả nền tảng của quốc tế. Cảm ơn tất cả các bạn trong ekip, cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sĩ, các bạn đối tác đã cùng đồng hành và say yes với chúng tôi cho dự án này, nên hôm nay có gần 400 người. Và thật ra cái vai trò mà của ekip đó, đóng góp được khá nhiều. Trên phim đó thì khi Netflix có yêu cầu là sẽ để tên đạo diễn, nhưng mà thật ra cái phim này nó có khá nhiều người tham gia, kể cả Thư, kể cả Di Ken, kể cả Thị Vân, Tiến Trần hay là Phúc Châu và kể cả Trung, nên là chúng tôi quyết định là để đạo diễn là để tập thể Tiêu Sinh Tim. Nên là cũng nhân dịp này thì muốn mời các bạn, những bạn khá là trẻ và những các bạn cũng khá là chịu khó, mỗi khi Trung đập bàn bắt là dựng lại hết hoặc là xóa sụt quay lại mới gì đó. Nên là chắc là xin mời tất cả các bạn trong team Tiro lên đây để cho Trung và Hà cùng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Một cái những toàn là những bạn trẻ, nhưng mà một cái sản phẩm được mọi người ghi nhận và đồng ý chiếu trên rất là nền tảng. Và qua đây thì cảm ơn Trung một lần nữa đã gọi là lúc nào cũng vì Hà và hy sinh cho Hà rất là nhiều và mang lại những giá trị của những cái sản phẩm này. Như mọi người cũng biết là Hà thì là người rất là khó tính, nhưng mà nếu mà đã hiểu rồi thì cực kỳ dễ tính, và khi mà Hà đã tin rồi thì Hà không trách một cái gì nữa. Và cũng giống như bộ phim này, đã có ai nói xấu gì trong phim mà về Hà thì Hà cũng chịu luôn,
Bởi vì là phim này chung quay, mọi người quay và mọi người dựng, mọi người lấy câu gì, cắt câu gì là bạn này. Chứ Hà không, hoàn toàn không hề biết và không động một giây nào ở trong bộ phim này. Thì ra qua đây cảm ơn Trung rất là nhiều và cảm ơn Thư cũng như các em trong Team Production đã dành rất là nhiều tháng qua chỉ vì một bộ phim về Hà thôi. Nên yêu các bạn rất là nhiều. Dạ, dạ rồi, bây giờ xin được mời tất cả các thành viên đã tạo nên bộ phim này cùng lên sân khấu ạ. Xin được mời Tiến Trần, Sẩm Lệ, Thùy Vân, Phúc Châu. Xin được mời Mai Huyên, Tiến Tuấn, Dương Quang, Duy Phú, Tấn Lộc, Thanh Nhàn, Ngọc Tiên, Minh Luận, Thế Mạnh, Khang Nguyễn, Voice Off, Tống Công Tuấn, Dịch Thuật, Trương Âu, Flowerist, Thúy Anh luôn ạ. Dạ, và các đạo diễn của chúng ta. Dạ, và xin được nhắc lại một cái thông tin rất là thú vị từ các anh chị là ngày hôm nay các anh chị là những người duy nhất được xem bộ phim này ở ngay tại rạp phim. Còn vào ngày mai, ngày 16 tháng 12 năm 2020 thì bộ phim sẽ chính thức có mặt ở trên nền tảng chiếu phim trực tuyến có bản quyền duy nhất và lớn nhất ở Việt Nam, đó chính là Galaxy Play. Và bên cạnh đó, vào đầu tháng 1 thì chúng ta cũng sẽ xuất hiện ở trên nền tảng chiếu phim trực tuyến lớn nhất trên thế giới ạ. Dạ, và xin các chị lưu ý là ngày hôm nay khi mà phim chiếu, các chị hãy giúp chúng tôi bởi vì ngày hôm nay chúng tôi có rất là nhiều những cái cam kết bảo mật về nội dung cùng các đối tác, đó chính là Galaxy Play. Cho nên là xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ tuyệt đối là không quay phim, không chụp hình và không ghi âm dưới bất kỳ hình thức nào ạ. Và giúp chúng tôi chỉ điện thoại sang chiếc đủ rung để chúng ta có được những trải nghiệm tốt nhất khi xem bộ phim này. Cảm ơn các anh chị. Dạ rồi, chị chung một tấm hình ạ, xin mời ạ. Nhìn điều biết cưới ạ. Xin mời chào tất cả các thành viên đã thực hiện bộ phim Ngôi Vợ Một Ngày, Họ Nói Của Tình Yêu. Dạ rồi, chắc là Hà ở nhà ơi, mang dùm anh cái trách nhiệm đây thì cũng bên Ủy ban nhân dân phố có gửi cái bằng khen cho Hà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phố gửi cái bằng khen cho Hà mà ghi nhận sự đóng góp của Hà suốt một năm qua về các phong trào về phòng chống dịch cũng như là phong trào về từ thiện. Hà cũng chưa biết điều này. Cái gì mà nhắc tới công an với này kia lên phường mà sợ lắm. Dạ rồi, anh Tuấn cầm phụ gì Hà đi ạ. Rồi, mình chụp chung một tấm hình ạ. Dạ. Dạ rồi, bằng khen bình thường như Tuấn như chị. Dạ rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ tiếp phim đi. Dạ rồi, giờ tiếp phim chị. Dạ rồi. Và ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ phim Vợ Một Ngày, Hà Nói Về Tình Yêu.